Chào các bạn, trong video này mình xin được giới thiệu đến các bạn một ván đấu diễn ra năm 2016 trong giải hàng tinh bôi giữa hai danh thủ là ngoại tinh Lai Khách Vương Thiên Nhất đại chiến yêu ma Tào Nham Lội. Trong cuộc chiến này, Vương cầm đỏ đi tiên, Tào cầm đen thủ hậu. Trận chiến diễn ra giữa hai danh thủ ngang tài ngang sức và đầy duyên nợ. Vương sử dụng khai cuộc phi tượng tấn chốt, Tào tấn mã bình pháo đầu. Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, hai bên ăn miếng trả miếng. Mời các bạn theo dõi diễn biến trận đấu để xem ngoại tinh Lai Khách Vương Thiên Nhất hay yêu ma Tào Nham Lội sẽ giành chiến thắng trong trận đại chiến này.
Đến đây, ngoại lai tinh khách Vương Thứ Nhất đành buông giáp đầu hàng. Yêu Ma Tài Nham Lỗi giành chiến thắng một cách thuyết phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.